xin trân trọng giới thiệu Ban điều hành BNI Dragon Chapter nhiệm kỳ 20, Chủ tịch anh Mạc Minh Châu, Phó Chủ tịch chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Điều phối đào tạo Networking anh Doãn Văn Đức, Tổng Thư ký chị Lê Kim Thư, Trưởng ban thành viên anh Lương Đức Sơn, Trưởng ban sự kiện anh Bùi Văn Đức, Trưởng ban định hướng chị Đinh Thị Phương Lan, Trưởng ban phát triển anh Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng ban truyền thông chị Vũ Diệu Linh, Trưởng ban khách mời chị Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng ban công nghệ anh Cù Trung Anh, Trưởng ban giám sát anh Trương Đặng Tú, xây dựng chapter chị Nguyễn Thị Hồng Phương, điều phối gắn kết thành viên chị Nguyễn Thị Thu Hương, điều phối chất lượng thành viên chị Đỗ Hạnh, điều phối mối quan hệ thành viên anh Vũ Tuấn Minh, điều phối Go Green anh Phạm Quang Chiến, chăm sóc khách mời anh Trần Văn Trung, đón tiếp khách mời anh Nguyễn Văn Mạnh, hỗ trợ khách mời chị Lê Thị Mai Hương. Chúc cho ban điều hành nhiệm kỳ 20 BNI Dragon Chapter có nhiệm kỳ thành công rực rỡ, đưa BNI Dragon Chapter lên vị thế mới trên bản đồ BNI Việt Nam và thế giới.